Các bạn ơi, hôm nay các bạn vào bếp để làm món miến ngan với mình nhé. Thực sự là làm theo công thức này miến rất là ngon, không dai và không hề bị nát ấy. Và nước dùng thì cực kỳ ngọt và thơm ạ. Bây giờ mình cùng vào bếp nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái clip về món miến ngan nhé. Ở đây mình có cái đùi ngan này. Mình mua ở chợ về, mình đã sát với muối và rượu cho nó hết mùi hôi rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ trần với nước để cho nó sạch đi. Các bạn cho nước lên như nước nguội nhé. Bạn cho vịt và hàng ngan vào luôn khi nước nguội như này. Rồi sau đó các bạn trần đến khi nước nó sủi thì các bạn vớt ra và các bạn thay nước mới để mình mang đi luộc nhé. Làm như vậy cái món ngan của chúng ta nó sẽ rất là sạch và ngon và không hề bị hôi nhé. Và nhớ là khi rửa thì các bạn rửa với muối và rượu nhé, để cho nó hết mùi hôi nhé. Cho nước từ khi nước lạnh vào thì những cái bẩn ấy nó sẽ ra hết. Chứ còn các bạn cho nước nóng vào thì mình cho miếng thịt vào thì nó sẽ co lại và bẩn nó sẽ không ra được ấy. Đây khi nó sủi nên các bạn lật miếng thịt ra để cho hết cái nước đỏ đi. Miếng thịt rất là ngon này. Mình nấu miến ngan tại nhà ấy, cho hai người ăn mình chỉ cần cái đùi như này thôi là thoải mái ạ. Rất là ngon ạ. Và cái đùi như này thì mua khoảng 40.000 thôi. Mình được một bát miến tây đầy đủ. Bạn có thể nấu đấy là ăn nhiều, còn không thì có thể dùng cho 4 người ăn cũng vẫn đủ cái đùi này. Vớt ra nhé và các bạn thay nước mới để mình mang đi nấu. Ở đây mình sắp nhé để mình nấu cái món này, nấu bún măng vịt ở nhà, ăn bún miến ngan ấy ở nhà rất là đơn giản thôi. Các bạn cho này, đây gồm có này, một củ hành tây này, một ít măng này. Măng mình đã ngâm rồi, bây giờ mình chỉ sẵn ngâm và mình trần luộc với nước rồi. Bây giờ mình sẽ nấu cùng ấy để cho nó mềm măng hơn ấy. Một miếng tiết này, một củ hành tây này, một củ xả này, một củ gừng này. Cho nước nó ngập nhé. Và các bạn cho mình một ít hạt lêm này, một ít muối này. Và một xíu đường nữa, một chút xíu đường nữa. Và bây giờ các bạn đun cho mình đến khi măng nó mềm này, vịt chín tới là được nhé. Mình nói nhầm là ngan. Ngan chín tới là được. Cho thêm nước vào cho nó ngập. Khoảng 15 đến 20 phút sau mình sẽ kiểm tra nhé. Sau khi được 15 phút này, các bạn sẽ kiểm tra cho mình nhé. Một màu rất đẹp, ngửi rất là thơm ạ, vì nó có mùi xả, mùi gừng ấy và hành ấy. Xả gừng với cả hành thì các bạn nướng ấy, hoặc là bạn rang ấy, cho nó xém cái cạnh xong bóc vỏ ra. Còn các bạn nấu nước dùng như này ấy, thì nó rất là ngon ạ. Cái miếng tiết này cho mình sẽ thái cho vào bát miến ngan này, cực kỳ ngon ạ. Đun thêm khoảng 15 phút rồi, đun thêm khoảng 5 phút nữa rồi mình sẽ vớt miếng tiết và miếng thịt ngan ra trước. Rồi mình nêm nếm nước dùng và cho miến vào để nhúng nhé. Bây giờ mình sẽ gắp cái tiết này. Miếng tiết này, rồi miếng ngan này ra nhé. Rồi nêm nếm lại gia vị. Và sau chặt miếng này sau để lên trên. Bây giờ các bạn cho mình thêm một chút hạt lêm này. Một chút nước mắm. Bây giờ mình trần một ít miến nhé. Các bạn chỉ trần thôi nhé.
thì miến mình vừa ngâm khoảng 10 phút với nước lạnh, không ngâm lâu nhé, chỉ ngâm khoảng 10 phút với nước lạnh cho miến nó mềm một chút thôi. Các bạn ngâm lâu thì nó sẽ mất chất đấy. Các bạn chỉ cần trần cho nó sủi lên là được nhé. Sủi lên là được, xong mình sẽ vớt cái miến này ra. Thì miến nó sẽ vẫn giữ được cái độ dai ấy, và nó không bị lát ấy. Đó, mình cho thêm ít giá, mình trần vào, mình thích ăn giá này, mình cho thêm ít giá này, mình trần vào. Rồi bây giờ miến này là được rồi nhé, vẫn là rất là dai rồi, ngon. Cho vào bát nhé, để nó mình bày không thế này. Tiếp đến, bạn nào ăn được giá sống thì không cần phải trần, không thì chỉ cần trần qua thôi. Vớt ra ngay cho luôn lên bát, mình dùng rất nhiều giá. Giá Phú Quốc ấy, là theo cách công thức của giá Phú Quốc rất là ngon. Rồi trần sơ như vậy thôi, bạn cho lên bát miến. Gia vị thì nêm nếm đầy đủ rồi, bây giờ chỉ cần trình bày lên thôi. Cắt cho mình thêm một ít hành và ít mùi táo là được. Bạn nhìn này, con miến của mình nó rất là hấp dẫn. Và các bạn cho mình thêm một ít, cho thêm vài miếng ngan, vài miếng tiết vào, một ít hành lá, một ít mùi tàu là được. Đây các bạn đặt cho mình một ít mùi tàu, một ít hành lá như này. Bây giờ cắt miếng tiết này và miếng thịt ngan lên nữa là được. Món miến ngan này nó phải có ít tiết thì nó mới ngon ấy. Mình cắt ít tiết. Miếng vịt thì các bạn cũng làm tương tự nhé. Cắt miếng tiết nó to ra thì nó dày là to ấy. Ăn cảm giác rất là ngon ấy. Một bát này anh thường cho khoảng 3 miếng nữa. Tiết này. Bây giờ cho thêm khoảng một ít thịt gà, thịt ngan lên nữa là được. Đây các bạn ơi, mình như vậy nhá, bây giờ các bạn cho mình bát nước dùng đi. Là mình đã xong cái bát miến ngan mà tự làm nhà. Mình đảm bảo với các bạn là ăn nó không khác gì ngoài quán. Nếu các bạn muốn cái mùi nó hệt ngoài quán thì các bạn cho thêm một ít quế và một ít hoa hồi nữa vào thì không khác gì ạ. Thành phẩm lại rất là ngon và đẹp mắt ạ, và đảm bảo dinh dưỡng ấy. Mà nếu mà các bạn cắt miếng như ngan như cho mình như này thì mình sẽ có thể dùng được, làm được khoảng 4 đến 5 bát như vậy nhé. Và giờ mình sẽ đi thưởng thức nhé. Mình đã ăn thử một miếng nhá, và húp một ít nước dùng rồi ấy. Thực sự là nó rất là ngon ấy. Và đặc biệt là nó thơm ấy. Và cái nước dùng ngọt tự nhiên. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé, để có một món miến ngan này vừa ngon này, vừa hấp dẫn như này nhé. Và giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Sau khi được khoảng 4 ngày rưỡi ấy, rồi mình bỏ ra nhé, giá rất là tốt như này rồi. Các bạn nhìn này, giá rất là tốt rồi. Giá rất là tốt như này rồi nhé. Bây giờ mình bỏ ra, mình cắt cái rễ nhé. Mình muốn trồng giá tốt cho nên mình để nó rất là tốt như vậy. Nha các bạn nhé, rồi mình lượn lượn để mình cắt cái, bớt cái rễ đi. Đây, cắt bớt cái rễ này đi. Mình kéo này, mình cắt bớt cái rễ. Các bạn thấy không, giá của mình nó rất là mập. Này, cắt bớt cái rễ. Rất là mập, rất là ngon. Đây là mình làm nó dài đấy ạ, còn bạn có thể làm ngắn nhé. Nhưng mà giá Phú Quốc thì thường thường là làm rất dài. Những ăn này không hề mất ngọt mà nó vẫn giữ được cái độ ngọt rất là ngon đấy. Mình cứ cắt như vậy đến hết nhé, rồi sau đó mình mang đi rửa nhé. Khi mà cắt hết rồi, bây giờ mình mang đi mình rửa lại nhé, cho nó sạch ấy, là mình sẽ xong cái phần giá này thôi. Và các bạn đi nấu này, các bạn xào này, xào thịt bò này, nấu canh này, làm luộc này, ăn sống này, làm nộm này, đều rất ngon nhé. Với cái giá Phú Quốc này, đặc biệt là ăn với các loại bún, phở và làm nem.
Rồi mình đi làm sạch lại lần nữa.